Mình yêu nhau, bình yên thôi, mang màu sắc giải trí, tươi trẻ, hướng tới những câu chuyện nhẹ nhàng, dung dị và tươi sáng. Với những câu chuyện, tình huống xoay quanh cuộc sống của những con người ở nhiều tầng lớp, xuất thân, công việc khác nhau, Mình yêu nhau, bình yên thôi chạm đến cuộc sống thường nhật của khán giả khi đưa những vấn đề nóng hổi mang tính thời sự trong đời sống vào phim. Bộ phim này nói về đời sống của các dân cư trong đô thị. Có người giàu, có người nghèo, có người trung lưu, có người lao động, có người đã nghỉ hưu. Tựu chung lại thì họ đều ao ước có được cho mình một sự bình yên. Mở đầu phim thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cặp đôi hay những đời sống có những vấn đề của riêng mình, từ việc hôn nhân cho đến việc kiếm sống, rồi những cái mâu thuẫn nhỏ trong đời sống bình thường. Tuy nhiên thì họ sẽ đều hướng đến một việc là họ mong muốn có sự bình yên. Các nhân vật trong đó cũng đều xoay quanh việc như vậy. Để luôn mang đến sự tươi mới, cuốn hút khán giả trong suốt bộ phim Mình yêu nhau, bình yên thôi, ekip đã xây dựng dàn diễn viên đông đảo với những tuyến chính phụ đan xen, đa màu sắc, qua đó mang tới nhiều câu chuyện phù hợp với các đối tượng khán giả khác nhau. Nội dung quay xoay quanh chính cuộc sống của người dân trong đô thị, và chúng tôi đã lựa chọn những cái lứa tuổi có lẽ là đại diện nhiều nhất cho xã hội. Đầu tiên là lứa tuổi mới lập nghiệp, nghĩa là rơi vào tầm khoảng 24-25 tuổi, rồi những lứa tuổi bắt đầu đã lập gia đình là ở tầm 27-30 tuổi, và những lứa tuổi của những người bố, người mẹ của những thanh niên như kể trên, để tạo cho bộ phim có những lớp lang về đời sống cũng như là những khác biệt trong tư duy trong từng tình huống. Mỗi ngày luôn tìm một lý do để không hài lòng với em. Nào là cái tất anh rách, cái áo anh mặc. Anh không cảm thấy phiền bởi vì mọi phiền phức mày dồn hết vào đầu em rồi. Điểm đầu có thể là tuyến chính của Thanh Sơn và Việt Hoa. Sau đấy thì sẽ, với sự xuất hiện của Maya thì sẽ thúc đẩy cái tuyến của Doãn Quốc Đam cũng như là Trọng Lân sẽ được thúc đẩy nhiều hơn. Đây là cách thức xây dựng để chúng ta có thể đi được đường dài hơn. Qua đó thì câu chuyện sẽ không bị nhàm chán và có thể giúp cho những tuyến chuyện mới được xảy ra liên tục. Bên cạnh đấy thì các tuyến phụ, có những tuyến nhân vật thì lúc đầu là phụ để bổ trợ cho một tuyến khác. Rồi thì những tuyến chính ban đầu sẽ lùi bước một chút lại để thể hỗ trợ lại tiếp tục cho tuyến phụ trước đó đã hỗ trợ cho mình. Đây là cách thức mà nó gần như là kéo xe để bộ phim liên tục có những cái hơi thở mới, có những câu chuyện mới, có những không gian mới được mở ra. Với nhiều tuyến nhân vật đan xen, dàn diễn viên đông đảo, câu chuyện phim gần gũi với đời sống, tuyến chuyện liên tục được mở ra. Bộ phim Mình yêu nhau, bình yên thôi sẽ trở thành điểm hẹn thú vị trên kênh sóng VTV3. Một bộ phim về những cái cuộc sống đời thường thôi, những va chạm, những gọi là tình cảm, cũng như những khúc mắc trong những cái gia đình nhỏ trong một cái xã hội lớn. Cũng mong là vị khán giả đón nhận và chia sẻ cùng với ekip. Với tính chất là phát một tuần 5 buổi, trong một khoảng khung giờ mà gần như là bất kỳ ai khi theo dõi VTV truyền hình thì đều sẽ có thuận lợi cho việc trong việc xem bộ phim. Tôi rất là mong là bộ phim này sẽ có được tình yêu của các khán giả đối với nhân vật, gần như là để khi họ bật TV lên họ xem phim và có sự đồng hành nhân vật qua từng ngày như một thành viên trong gia đình của mình vậy. Quý khán giả đón xem Mình yêu nhau, bình yên thôi phát sóng 20 giờ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV3 từ ngày 4 tháng 3.